Kênh Đồ Lính Mỹ xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy ngày 10 tháng 8, nên em lên với các bạn cũng như mọi ngày, có gì lên đó. Các bác chọn được mã nào gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho 0903 145965, em ship hàng toàn quốc nghe các bác. Mỗi ngày vào khung giờ tầm 6:30 nghe các bác, hoặc trễ lắm thì 7 giờ. Rồi em lên đầu tiên, cũng lên lộn xộn, có gì lên đó. Đầu tiên có con mời số 5. Mời số 5 B. Mời số 5 từ bữa giờ cũng trời nóng quá em cũng lười lên. Lâu lâu lên con hai con cho vui thôi. Nhưng cái này xe to nha. Lắc regular, chuẩn cấp phát lính Mỹ nghe quá. Bản này của Trung tâm Hỗ trợ Nhân sự Quốc phòng Defense Personal Support Center nha. Và đời 76. Tất nhiên hàng của Bộ Quốc phòng sau năm 75 nó mới 2 tem thôi, chứ còn hàng tư nhân nó làm thì sau năm 75 toàn bộ 1 tem hết nha các bác. Đời 76 đây, cái hợp đồng của nó đây. Tất nhiên của trực thuộc Bộ Quốc phòng nó sản xuất thì nó không ghi DSA, nhưng mà cái nó ghi cái hợp đồng đây. Đời 76 nha. Đời 76 Defense, nó phải có dòng chữ này nghe các bác. Defense Personal Support Center, chuẩn cấp phát lính Mỹ ha. Sản xuất bởi Trung tâm Hỗ trợ Nhân viên Quốc phòng, trực thuộc Bộ Quốc phòng nó sản xuất luôn nha. Và nó là đời 2 tem luôn nghe các bác. Các bác để ý từ năm 75 trở về sau á, mà hàng của các nhà thầu tư nhân nó làm thì toàn bộ là 1 tem hết. Sau năm 75 nha là 1 tem. Còn thằng này nó năm 76 nó vẫn 2 tem. Màu còn đều nha, chất vải cũng ok lắm, nước màu cũng phải 93% trở lên đấy, chất vải đây. Và đây nó có thêm cái chữ này. Cái này nó in cái tên của cái tiểu đoàn của nó vô, hay là cái gì đó, tức là cái ký tự của nó vô nha. Nó in chứ không phải nó vẽ đâu nha, tức là cái tên của cái tiểu đoàn hay gì đó, đại khái vậy thôi. Chung là nguyên bản theo áo, cũng không thể xem là lỗi ha. Nhiều khi nhìn mấy cái chữ đó các bác thấy đi, nhìn nó lại khác biệt đúng không? Có nón đầy đủ nha. Khóa cổ General nghe các bác, khóa cổ General, khóa chính cũng General luôn. Nước màu còn đẹp, chân khóa còn cứng nha. Xài lát thì các bác phải trên 80 cân thì nó mới đẹp được, 78 đến 90 cân. Rồi lót bên này là không sơn không gì hết, mà chỗ này nó bị rách một tí, bị ngay cái lót thôi, phía trong cái lót nha, còn bên ngoài ổn hết. Bên ngoài cũng có lỗi, chưa coi mà kêu ổn, này dính dơ, dính sơn hay gì, dính sơn hay gì nghe các bác. Cái này về không biết xử lý cái ra mà em báo không ra nha. Về các bác lấy nước rồi uống tay vò thì ra. Và một lỗi ở đây, nó bị lủng hết lỗ đó. Và dưới này dơ, chỗ này nó ăn màu tí. Rồi thân bên này ổn, thân bên này ổn hết nha, tay bên này cũng ổn luôn. Nếp gấp tất nhiên là phải có rồi. Rồi bên này cũng ổn hết, tay nói chung áo cũng khá sạch sẽ nha. Nó chỉ bị dính sơn một tí tức là dính sơn mà sạch cái gì đúng không các bác? Ý là cái nó không có bị cái vết dơ bụi đấy, dính sơn đây, ăn màu đây và lỗ đây thôi, lỗi vậy thôi. Còn cái này là cái tin của theo áo, nước màu còn ok đấy. Rồi 78 đến 90 cân, 1m68 trở lên. Đó. Này biết có ra hay không, em lại quên cầm cái chai rửa móng tay lên. Ủa em ngồi em cạo nó cũng hơi bong bong, nhưng mà em báo không ra đi ha, với lỗi đây thôi. Rồi nhưng mà còn lại nước màu ổn nha, mà nó là size large, bác nào trên 78 cân. Còn các bác nhìn cái chân khóa và cái tem là các bác biết hàng áo nó chưa sử dụng nhiều đâu, nhưng mà nó bị lỗi ngay đó như em đã báo đó. Rồi em bán 1 triệu,
300.000, 1.300.000, mặc dù nó có rồi. Đời 76, vai 56, tay 63 và dài 81 nha. Dây trên còn, dây dưới mất thì em sẽ luồn vô cho các bác. Tôi em bán 1.200.000, đầu lai bán 1.200.000, mã số 130. Tức là em sẽ luồn dây cho các bác nha. Để ghi vô đây cho quyền. Rồi, cái thứ nhất nè. Tiếp theo lên một cái kaki tem vàng. Size 15 1/2 nhưng 31 nha. Các bác từ 60 đến 72 kìa. Kaki tem vàng. Chuẩn cá phát lên Mỹ 587 ha. Rồi, bộ tem không quân rin theo áo nha các bác. Tem không quân rin theo áo, độ mới còn cũng còn ok đấy, 94.5%, 95 cũng được. Chỗ này nó có cái tem giống như nó tháo rồi. Nó tháo tem được nha. Này về giặt củi cái là thẳng này nó đỡ. Ủa, nó có gì trong túi các bác? Có kẹo trong. Chả biết cái gì. Ok hết nha. Cổ áo này. Cái này được dàn tem nha các bác. Cái này nó tháo về các bác ủi thẳng ra. Rồi. Ok, độ mới 94.5%. Không lỗi lầm. Rồi em bán 500.000. 95 được đấy, nước màu này 95 khỏe, độ mới còn ok nha. Không dơ bẩn. Rồi 1m60 1m68 cái tay có vẻ hơi cọc lắm. 1m66 đổ lại thôi. Và 70 cân, 60 đến 70 cân. 1m66 đổ lại. Các bác mà nếu mà mét tầm 62 63 cân thì mà cái vai nhỏ thì có thể 1m68 được. Bởi vì cái vai nó nhỏ, cái tay nó sẽ dài hơn chút. Ôi, con này còn được đấy. Được cái dàn tem các bác. Em bán 500.000. Mã số 131 nha. Không lỗi lầm gì hết nha các bác. Nó có tháo tem nhưng mà không có dấu gì đâu. Cũng dấu kim mờ mờ, các bác giặt lần là nó hết, ủi thẳng là nó hết. Đây nè nha. Chuẩn cấp phát lính Mỹ 587. 500.000 đồng. Vai 44. Tay 57. Và dài 74, size 15 1/2 nhân cho 31. Mã số 131. 500.000. Rồi, cái thứ hai. Rồi, tiếp theo lên một cái quần dạ. Bữa giờ các bác dặn cái quần này nhiều lắm mà. Không biết sao lâu rồi không thấy, bữa nay lại xuất hiện lại, có đúng con à. Có đúng cái này thôi, quần dạ M51 nha các bác. Quần M51 thì nó có tí ít nhất nó phải 3 loại. À, quần nhảy dù M51, quần phi la kết M51 và đây là quần dạ M51 nha. Size medium regular. Hồi trước em lên nhiều thì không thấy bác nào hỏi, nhiều khi bê lên còn ế nữa, mà sao đợt gần đây thì quá trời bác hỏi. Size medium regular. Tem in, nó y như tem M51 đó. Nó là quần M51 nha, nhưng mà M51 giả. Đây các bác thấy quần giả ha, M1951 đây nha các bác. Và đời của nó là đời 53. Hợp đồng nè. Hợp đồng ngày
16 tháng 6 đó 1952 và cấp phát năm 1953 đây nghe các bạn. Và đợi những cái dòng trước đó, nó ghi cả ngày luôn, 19 tháng 5 năm 1953. Túi nha, túi bột mì chất liệu giả nha, lưu ý là chất liệu giả. Cái này thì mặt nó không có ngứa đó nghe các bạn, mặt này nó giả nhưng mà nó không có ngứa. Nút dẹp nâu size medium regular, khóa servo hả, không biết phải servo hay gì vậy. Khóa servo sao đúng rồi các bác, khóa servo nha, khóa đồng servo, tăng đơ đầy đủ nha, túi sau rồi chuyển thừa vẫn còn, cứ để nguyên đi, cái này bụi đây, để giặt bao ra. Ok, thân trước cái này về các bác giặt sơ cái là mặt thôi, cái này nó dính dơ, cái này em nghĩ chắc nó không phải dầu nhớt hay gì đâu nghe, nó giống như đổ gì vô thôi, cái này khả năng nó ra cặp, cái vết này là người ta chưa giặt đâu nha, nhưng mà cái này không phải nhớt, cái này khả năng nó ra cặp, tức là em bao ra cho các bác 7 phần hoặc 8 phần nhưng mà khả năng nó ra cao rồi. Cái line thì nó lên line hơi nhỏ thì em đo, nếu mà dài thì các bác lên line, giống như người ta lên line bị ngắn thì xuống line có dấu xước đầy tí. Rồi để chút em đo chiều dài. Rồi thân trước như bên kia là bị dơ vết đó, bên này ổn nha, nó bụi đó. Cái này thì bụi về giặt cái là những cái này các bác đừng có sấy nha, những cái chất giả sấy nó rút á, sấy nếu mà sấy nóng nha, những cái máy giặt mà có chức năng sấy nóng các bác sấy nó rút á, các bác mặc máy giặt có thể được, nhưng mà tốt nhất giặt tay, nhưng mà đừng vắt khô thôi chứ đừng có sấy nóng thường cái chất giả là nó rút. Mấy cái này vết dơ thôi, mấy cái này khả năng nó ra rất cao rồi, bên này cũng vậy này, nó dơ thôi, nó đi nó quẹt vô đâu nó dơ thôi. Này cũng vậy nha, mấy vết này cũng dơ hết, em bao ra hết. Mấy cái kia em bao ra 8 phần nha các bác, đi tập. Khả năng ra hết là cao. Rồi. Nói chung còn lại cái quần độ mới cũng phải 94% đấy. Nhưng mà nó bị lên cái line. Giống như nó lên line nó bị ngắn nó hạ xuống cái sao. Rồi, cái này chỉ thừa hết nha, chỉ thừa cứ để nguyên vẹn, tăng đơ đầy đủ. Rồi. Em đo nha. Eo 92 các bác. Kéo căng được 94 95 đấy. Còn eo các bác nhỏ hơn có thể siết tăng đơ lại nha. Rồi dài tới đây là đúng 101. Đó, còn nói chung nó lên like hay ấy, còn các bác nào thấp hơn có thể lên. Nếu các bác tầm 1m68 như em dài tầm 98, em mặc cỡ 98 thôi. Tầm 1m7 dài 101 là 1m72 cũng được, hoặc 1m7 đổ lại đó là được. Đó, còn bác nào thấp hơn lên like thì nó đẹp hơn. Rồi ống 26 nha các bác, cái này em bán. Quần còn ổn đấy nha, nó dơ nên nhưng mà khả năng nó ra cao lắm. Nước màu còn ổn đấy. Rồi em bán 750.000, mã số 132. Rồi tiếp theo. Rồi em lên một cái áo đằng ri nữa, size small long nha, size small long chuẩn cấp phát lên Mỹ nha, năm 88 nha, đời 88, chất liệu kaki nha,
nước màu cũng còn 92% trở lên nha, nước màu, màu nào nó vẫn còn nét màu đó. Rồi đai sườn nha, có đai sườn đời 88 túi phọc đai sườn. Rồi không lỗi lọc, không lủng rách, không dơ bẩn, nó bụi bụi về các bác giặt sơ cái là mang thôi. Rồi cũng 100 nha, 1m7 trở lên nha các bác, 1m7 trở lên, 60 đến 70 cân. Rồi kaki, chất liệu kaki. Rồi 100.000 đồng, mã số 133. Vai 46, tay 65 và dài 81 nha, 100 nha, mã số 133. Rồi em lên, ồ còn mấy cái kia, rồi em lên cái này đi, rồi em lên hàng mấy cái đồ, rồi em lên cái lót áo Ý là bán 200.000 đồng, nút gài đầy đủ nha. Rồi 70 đến 80 kg, 65 kg cũng được, phong dài mặc không rồi thôi, cái này nó là lót áo đó, nhưng mà mình mặc không rồi thôi, nhìn nó cũng hay, có chừng bông nha. Và mua các bác mang, có bo, nó bo bên này bây giờ bo bên này cũng ok, vài vết dìa cái này dính gì, bo bên này ok, xước chấm này, bo thì nó cũng không tránh khỏi các bác, bên này cũng bị chấm này, nổ chấm này, cổ cũng bị chấm đây và đây nha. Rồi em bán 200.000 đồng, này lót áo của Ý đó, 593. Vai 46, tay 63 và dài 85, mã số 134, 200.000 đồng. Rồi tiếp theo em lên một cái áo len đi, có một cái áo len này không biết cũ nào, năm 1993, nha. Rồi này cũ nào không biết, nói chung là không biết. Rồi chất liệu là len sớ to nghe, len sớ to họa tiết beo nghe, họa tiết ngụy trang beo. Cầu vai này là cái chất này là kaki, còn đây là len. Ủa, có túi rắc viết, rắc kính râm này nghe các bạn. Đấy rồi cùi chở đây, cái tay đó, tay là thường là nó làm cái bo, các bác thấy nó dài đó, và cái mí này nó may ngược để nó săn lên trên đó, cho nên cái mí ngược nó sẽ nằm vô trong, và khi gấp lên là cái mí bên phải nó nằm ngoài đúng không, cho nên thường là áo của nó đúng là nó săn cái tay như này nghe các bác. Rồi bên này cũng còn ok, cái có cái chỗ này nó hơi bị dơ tí, hơi bị dơ chấm lúng đốm, không biết cái giặt ra hay không nè. Này ngay cái cùi chỏ bên tay phải. Rồi còn lại không lỗi, chiếc len ra đây. Rồi nó dài, này nó giãn dữ lắm, các bác nhìn nó nhỏ ha, mà nó giãn dữ lắm, nhưng mà cứ mặc ra đi ha. Nhiều khi lùi mang các bác, nhưng mà phải mặc để các bác hình dung được. Ồ, cái này bao nhiêu cân cũng được các bác. Rồi cứ từ 60, từ 50 cũng được nữa. Nhưng mà cái line nó hơi dài đó nha. Đó, nhưng mà mặt mình bo lên như thế này nè. Mặt mình bo lên như thế này.
Còn cái tay xăng như thế này là đúng nha. Cao thì các bác cứ cao từ 1m65 trở lên cho em. Còn nặng thì từ 50 đến 60 là thoải mái ha. 60 đến 65 là gọn đấy. 65 70 là ôm. Đó là hơi ôm. Cái này thậm chí các bác 80 cũng được nữa. Nó dễ. Lưu ý cho nó bo lên nha các bác, chứ cái này nó hơi dài. Rồi cái này dài 84 lực. Cái này cũng hay đấy các bác. À, vai 50. Tay mà em đo ngay cái xăng á thì nó 61 nha. Còn đo hết luôn thì nó tới 72 rồi. Rồi em bán. $350 mã số 135. Rồi. Tiếp tục nó có mấy cái áo pháp à, có mấy cái áo pháp rằng ri của anh nhé. Để chút em lên. Tiếp tục em lên một cái áo đen. Nó giống mấy cái hôm qua nhưng cái này như size to hơn. Cái này size xe 48 nha. Ngày tháng 12 năm 96 đó. Chuẩn của Học viện Hải quân đây các bác. Size 48 regular. Rồi, cái này thì đây là ghi 97 ha. Cái lót của nó nha, lót riêng theo áo đấy. Cái lót thì nó 596 còn cái áo 597 nhưng mà lót riêng theo áo đấy nha. Chuẩn cấp phát cho Học viện Hải quân Mỹ nha. Bò áo mới lắm, mới rất mới nha các bạn. Bạn nhìn cái tem trắng tinh. Nói chung là 97.5% mới lắm, mới rất là mới. 97-98 cũng được, thậm chí 99 cũng được, cứ cho cứ báo vừa vừa thôi, khiêm tốn hơn chút. 97% full lót nha, cổ bo mới lắm. Cổ bomber rồi, form dáng ổn đúng không bác? Mà hàng nó lại là cấp phát mà chất vải là cũng ok, quan trọng là giá hợp lý nữa. Rồi em bán các bác từ 75 kg, 75 đến 87 cái, thậm chí 90 cũng được, nhưng mà nếu 90 tháo lót ra 77 đến 90 cái, 75 thì thoải mái nha. Rồi em bán mới lắm các bạn, cả lót luôn, mới tinh luôn á, 450.000 full lót nha, full lót. Và bán 400.000 đi, 400.000 đồng. Vai 56. Tay 69 tại nó mới tinh, tính bán cao hơn chút nhưng mà thôi, cứ bán đồng giá vậy đi. Và dài 69 ha, 400.000 đồng. Mã số 136. Cả lót nha, lưu ý là cả lót. Thường mấy cái áo không có lót thì cũng đã 300 rồi. Cái lót thì thường là em tính thêm 100 đó. Là 400.000 đồng, mã số 136. Mới tinh. Tiếp theo. Có mấy cái áo. Áo này đợt này có thêm một lô nữa nha thôi. Được mấy cái. Để chúc em lên. Rồi lên một cái áo hay một cái quần. Quần có cái áo đâu ta? Được nhớ em có cái áo. Hơi khác cái quần nó, cái vải nó cũng khác. Cái áo này của Không Quân. Cái quần này size nhỏ. Này nó ghi size 30. Trong này phải size 30, đúng size 30. Size 30 regular nha. DSCB, các bạn nhìn dòng chữ này là thường là cấp phát.
từ viết tắt của Trung tâm Hỗ trợ Nhân sự Quốc phòng này các bạn. Chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 2002, SB402 nha. Rồi ok, độ mới cao lắm, 95%. Túi sau một bên có gài khuy, còn bên này không có khuy, kiểu nó vậy đó nha, không lỗi lầm nha các bác. Chất vải cũng ok, chất vải này nó cũng xanh la len đấy, tức là chất lông cừu đấy nha, nó dệt từ lông cừu đấy, tức là các bác đốt thử biết nghe cái mùi giống như mùi tóc ấy. Cái này nó lên like nhưng nó không có vắt sổ đó. Còn các bác về thích lột cái này ra thôi, nó có cái mít đó, nó dán như mít mềm nha, lột ra vắt sổ rồi lên like hoặc xuống like được. Ống 23.5, eo 76 nha các bác, kéo căng cũng thì được 78, nhưng cứ 76 77 thôi. Rồi và dài, dài nó 93 thôi, nhưng mà cái like nó không có dấu vết đâu nha các bác, lỡ có xuống like thì nó cũng không có dấu vết đâu, ủi thẳng ra là hết rồi. 93 và các bác thêm 8 phân nữa thành 101, cho các bác lên like 2 phân đi ha, là còn 99 đó. Các bác nào muốn lên like bảo em, lên like dài bao nhiêu bảo em lên like luôn cho. Rồi rồi cái này ô còn đẹp đấy các bác, rồi em bán 450.000, nó bán 400.000 đi, 400.000 tính lên với cái áo này, cái áo này bán 200.000 à, bữa lên rồi vẫn é đó. Áo áo này thì to hơn, áo này phải 70 kg, 63 đến 70 cân. Áo này 200.000 nhưng mà phải cao trên 1m7. Cái quần thì nó hơi đậm hơn chút. Áo này 200.000 nha. Áo đại cán. Rồi còn cái này, cái áo là mã 42, bữa em lên là vẫn ế, bác nào lên là nó chốt lại báo em. Rồi cái này em bán 400.000. Móc này quá nhiều. Rồi mã số 137, 400.000 đồng. Tiếp theo, cái vải đẹp rồi đó. Cái này cái cửa hàng ở bên đó nó bán, cái cửa hàng ở bên đó nó bán, nó treo cái táp thôi nha, cái hàng này đã qua sử dụng. Size 40 này các bác, ngày 11 nè, tháng 10 đúng không, November năm 1968 này nha. Cái này không biết cuộn nào, cái lưng thì thường nó có mấy cái cao su để giữ cái áo khi mà serving nha các bác, nhưng mà nó lão hóa nè, nó lão hóa hết rồi, nó cũng rụng hết rồi, nó còn bám vậy thôi. Ô cái lưng nó thôi nha. Quần này đời 68, cái chiếc vải đó đây các bác, chiếc vải đó đây cũng hay hay đó. Ồ, không lỗi lầm nha, cái nó có cái lưng thì nó bị lão hóa cái ron cao su này thôi, chứ còn này ok, quần nhìn nước màu phải 95% được đấy chứ. Rồi, cứ cho 93 đi. Không lỗi lầm nha các bác, không lỗi không gì hết. Ổn hết. Quần lau mấy này mấy bác trung niên thì hợp ha. Eo 88, quần này đời 68 nhưng không biết của nước nào nha, cái này chắc không phải của Mỹ. Dài 102 và ống 20 nha, ống vừa phải không to, có cả túi đồng hồ đây nè, hai túi sau hai túi trước, một túi con. Eo 88 này kéo ra 90 được, quá nhiều. Cái đầu nhôm nó bị oxy hóa thôi, oxy hóa nó hơi ra ten tí à, khói gì ta, không biết khói hiệu gì. Rồi em bán 350.000 đi,
màu nhìn hay đấy các bác. Mã số 138, 350 ngàn. Tiếp theo. Ủa, còn cái quần này em lên luôn. Lên cái quần chứ. Quần đen. Có tăng đờ luôn. Giống hôm qua em có lên cái hay, nhưng mà cái này thì nó có túi sâu nữa này. Cái vải nó cũng khác. Ủa, mấy cái quần này chất đấy các bác. Có đai nè. Có đai sườn nha. Nếu mấy cái quần quần hiệu đó, nó hay có mấy cái đai sườn nè. Cái này cũng nào không biết. Nó chất lắm các bác. Túi này, nó viền đen cùng màu nha. Chất lắm, chất vải nó cũng giống như vải pho. Khóa ta lon các bạn. Khóa nhựa mà nó cũng khóa ta lon luôn. Khiếp không? Nhưng mà con này, túi này. Có logo. Tên ngày tháng size gì này, size 35 short. Cái lô 250, lô thứ 250. Còn tên ngày thì nó chưa có ghi vô. Rồi chỉ thấy mỗi cái đó thôi. Không biết là thường khóa talon là thường là nó cũ Mỹ. Nhưng mà không thấy tem này thì nói chung không biết đi cho nó nhanh các bạn. Nhưng mà nó chất nha, con này nó như hàng hiệu đấy các bạn. Rồi, túi sau đai sườn và có viền bên hông nha. Ô, con này bác nào. Ô, form shoe. Nói chung là độ mới cao lắm. Độ mới rất cao luôn nha. Không tì vết rồi làm em để nó hơi bụi nó bám vậy thôi. Cái này bụi thôi nha, đen thui. Nó và nó viền đen luôn. Rồi. 500 ngàn đồng. Có cả đai sườn nè, các bác có thể ship vô được mỗi bên 2 phân là thành 4 phân á. Eo 88 nha các bác. Kéo căng được 90. Và dài 103. Ống 28 nha, form suông. Này form suông nha, hơi vẩy vẩy, ống nó hơi vẩy vẩy đấy. Hơi nói chung suông không hẳn loe đâu. Suông suông hơi vẩy vẩy tí đó. 500 000 đồng mã số 139. Rồi tiếp tục. Tiếp tục một con áo compact size small regular, hàng thương mại. Nhìn cái tem là biết thương mại rồi. Made in China. Size small regular nha. Đạn nhựa này, vẫn còn đạn nhựa đeo táp này. Này nó mới lắm. Đây các bác nhìn. Mới, rất mới luôn. Này là đeo tắp giấy mà nó rớt cái giấy rồi. Rồi. Ok nghe các bác. Lắp cùi chỏ này. Tay là màu nòng súng này. Còn thân thì màu nó. Cái này các bác mà mặc ôm á thì 70kg vẫn được nha, nếu mặc ôm nha. Còn gọn gọn thì 60-65, còn không thì cứ từ 50 đến 60 là thoải mái. Cổ bẻ ha. Cổ bẻ. Lịch sử hai túi. Ok. Được các bác ha. Rồi bác dán đây. Rồi. Mới lắm. Rồi cao 1m72 độ lại. Nhưng mà lên form ổn đó, mặc dù hàng Trung Quốc thôi. Mà nó mới lắm, mới tinh luôn các bác. Tấp cùi chỏ đây. Rồi em bán 500 nghìn đồng, mới, rất mới luôn nha, mới tinh luôn đấy. Không tùy vết.
Rồi các bác nhớ là 50 đến 60 là thoải mái. 60 đến 65 là hơi ôm nha. Còn 65 đến 70 là ôm. Em đo cái này dài 70 nha các bác, dài 70, bề ngang là 50 nha, còn cái tay thắp lăng này không có đo. Rồi mã số 140, 500.000 đồng. Màu nó ok đó. Tiếp theo cái này size ít lát, áo alpha nha, pilot alpha, Pilot Alpha chuẩn Mỹ nha, Made in USA, size XL. Rồi tiếp N3B. Này hơi bự. Hơi bự nha các bác. Chân khóa. Khóa còn ok nha, nó bay cái lớp ni lông bên ngoài thôi. Khóa Idea. Cái cổ lông màu xám này, cái này lông này các bác không thích tháo ra được tại nó mới đè lên thôi. Nhiều bác về cũng tháo ra. Lông nó không được đẹp lắm đâu. Về các bác tháo cái lông ra thôi. Khỏi xài lông. Rồi cái vải còn ok nha, cái bo trong này cũng còn ổn, bo cũng còn ok, hơi dơ dơ đây tí, bụi bụi bám, chuẩn Mỹ nha, Patka N3B size XL, này phải 80 đến 95 cân, cao 1m7 trở lên, 1m67 trở lên. Rồi nó hơi to thôi, còn lại nó mới đấy, con này độ mới cao nha, con này độ mới thì mới lắm, mới nói chung độ mới cao đấy chứ còn cái mới lắm thì cũng không đúng, độ mới nó cao lắm phải 95% được đấy. Nếu về cái chiếc chất vải này nha, khóa ID này không có kẹo, khóa ID chỗ đây hơi bụi dơ, về giặt bao sạch, còn lại nó mới lắm, có cái lông này nhìn nó không được, không được đẹp thôi. Rồi về các bác tháo ra em luôn, nó hơi to thôi. Rồi quan trọng là hàng của Alpha nghe, chuẩn Mỹ nghe các bác, Made in USA, sản xuất thập niên 70, em bán 650.000, độ mới cao lắm, mã số 141, 650.000. Nói chung cái này các bác vào mùa mai thì nắm, bác nào to to hoặc là có thể bác mắc mặc thêm cái áo dày bên trong, nếu bác thấp cân hơn mặc cái này ở ngoài để bao ấm, cái này em chỉ đo chiều dài thôi. Rồi dài 86, mã số 141, 650.000, chỉ còn cái này em lên luôn, con này chuẩn Mỹ. Con này cũng chuẩn Mỹ rồi. Tiếp N3B. Tem nó nhìn như hàng cấp phát mà không, không khéo là bị lầm đấy nha. Đó. Made in USA, thường cấp phát thì nó không có mấy chữ Made in USA đâu. Size 46, nó cũng tương đương ít lát luôn. Đó, cái này không biết nó có lông không mà nó tháo ra rồi nè, đó. Rồi, chừng lót chừng bông. Khóa Idea. Rồi bo cũng còn ok luôn, bên trong bo tay còn ngon luôn nha, nó mặt lên hơi dơ dơ thôi, về các bác giặt giùm em cũng đỡ. Cái chất vải, cái chất vải còn ok nha, màu xanh nó hơi ngã cổ vịt đó, cũng 95, riêng về cái chất vải nó 95% khỏe đấy. Bo tay này bữa để ẩm ẩm nó hơi móc thôi, về giặt giùm em là sạch sẽ, cái còn này đủ mới 95% được.
Rồi em bán hai cái đồng giá luôn, các bác lấy. Các bác lấy cái nào lấy nha. Hai cái size chắc nó như nhau, khóa cũng ID luôn nha. Chân khóa còn cứng nha. Rồi, ok, cũng từ 80 kg trở lên. Hai cái cùng nhập, cái này của hãng Speedwatt. Hàng này thương hiệu này cũng lớn đó nha, nó chuyên may hàng G8 thương mại đó. Speedwatt. Nó cái hãng này nó may là nó hay có cái tem Made in USA lòng không ở ngoài này. Size 46 rồi. Ok. Cũng 650 ngàn luôn hai cái bằng giá. Chất lượng như nhau. Rồi dài 88 nha, mã số 142, 650 ngàn. Rồi tiếp tục. Có ông bà điều gì lên không ta? Nó chết chưa các bạn. Rồi lên luôn đi. Lên luôn đi. Các bác không lên thì để vào mùa em lên. Ui nhưng mà nó mới lắm, cái này cái này của lính châu Âu nè, có biểu tượng con chim là bữa em nói lính gì ta, thì khắc hay lính gì em quên nè. Ui sao nó mới. Nó dày lắm nghe các bác. Con này nó chất. Chất lắm. Mới tinh luôn. Mới lắm các bác. Nhưng không biết có bị nổ chất liệu giả nghe. Đó nhìn nè. Cái logo, cái biểu tượng con chim đó, giống gần như của tiệp khắc thì phải. Cái này là biểu tượng này của lính luôn đó. Nhưng mà cái này biết phải của lính hay không. Nhưng mà cái áo sao nó chích, nó nặng. Nó dày lắm. Không phải bóc phét nữa nha các bác. Nó chích thiệt đấy. Các bác nhìn nè, kể cả bên trong nha. Cái vải này nó chắc lắm nha. Cái chiếc vải này nó chắc. Em có cái võng mà bằng cái chiếc vải này nè. Nó mỏng nhưng mà cái đợt em có cái võng em cứ nghĩ mỏng sợ nó không chắc, nhưng mà nằm từ trước tới giờ cái vải nó không bị gì luôn các bác nè. Đây nó có tăng đơ cả bên trong nha, trong nó có hai tăng đơ nè, các bác có thể nới ra được. Rồi bên ngoài. Con này tiền chịu các bác, con này phải tiền chịu nha. Đó, bên ngoài tăng đơ của nó đây. Thường là lúc nào nó cũng nhíu nhíu lại nha. Nó gài nhíu nhíu lúc nào nó cũng dư. Còn các bác muốn rộng ra, các bác dời hột nút ra. Tháo hai cái này ra, dời hột nút ra thì nó sẽ hết nhíu. Trong trường hợp các bác mang trực với cái kiểu của nó vậy. Nút gài. Không tì vết luôn các bác. Để em coi lỗi trước nha. Hồi trực chưa. 3 ký đấy. Cái này giống trước em có lên cái nào ta, nó cũng giống giống vậy ta, nhưng mà màu khác, không tì vết luôn các bác. Chất vải không có một lỗi nhỏ luôn nha, sạch mới không lỗi nhỏ. Cái này là cái giấy nó bấm vô thôi, còn cái thông số rồi nút gài đây đi cho cái hộp nút phụ nó bể rồi, nhưng mà không sao, nó có thể thay nút khác được. Cái này dính đứt thôi nha. Các bác nhìn bên trong nó mày. Nó ép sim, ép mít đó nè. Nó ép này, ép mít nha. Còn cái này dưa đứt thôi nghe, về giặt giùm em, dính đứt rồi. Dính đứt rồi, bên lót. Lại mưa nữa các bác. Không thấy tem nữa các bác. Trong cái túi nó có cái túi con nữa nè. Cái này nó chích nha. Nó chích đấy. Tay này. Tay chỗ này nó bít hết, mà chỗ này nó có một cái túi. Cái này giống như cái túi đó các bác.
mới mới tinh luôn đó, các bác. 3 kg mà dày lắm, cái vải nó dày, cái chất vải nó dày đó, còn cái lót thì nó vẫn mỏng nha. Đây nè, chỗ này nó có cái túi các bác, chỗ này không có nha, bên này cũng không có luôn. Ủa, nhét được cái điện thoại vào được không? Được nha các bác, nhét được cái điện thoại vào đây. Có cái túi cũng hay, hoặc các bác nhét cái ví rồi vào, hoặc là để lặt vặt gì đó. Nó chỉ có một cái lỗi thôi là bẻ một nút phụ thôi, nhưng mà bên trong không sao. Cái nút phụ là nút nhựa cái dạng khác, chứ tưởng bẻ cái nút này mới lo không có nút để thay. Dựng cái cổ lên cũng ok, kéo kính này cũng ok nghe các bác. Rồi, lắp bẻ lên. Các bác, em không nói điêu được, cái áo này nó chất lắm. Các bác nhìn áo sẽ thấy cái chất nó như thế nào. Thường nó có hai cái khuy đây nè, nó bẻ ra nó đều luôn các bác, nhưng mà khi gài lại thì nó lại không có nút đó. Thường nó có khuy, nó phải có nút ở đây để mình gài chứ hả. Nếu vậy phải có nút ở đây, hoặc về các bác kiếm cái nút phụ gài trên này mà. Không biết nó có, hình như nó không có không nha, không thấy đâu. Còn cái này làm khuy hai bên để kiểu thôi. Rồi 1m68 nè, em mang cái tay nó hơi dài đó, nếu mà dơ lên thì cũng ổn. Nó 68 cũng được, hơi phụ phụ tay chứ cũng được. Đến 1m77, 1m77, 1m78 cũng được. Cái này em mang là vừa khít cái eo nha. Còn nếu các bác, cái này các bác từ 63kg trở lên, 60 cũng được, hơi 60 hơi động, nhưng mà 63 đến 80kg cũng được. Hiện giờ nếu mà các bác để y vậy thì 63 đến tầm 70 hoặc 72 kg thôi. Còn nếu các bác 80 kg thì nới cái tăng đơ ở đây này. Ở bên trong nó có hai cái tăng đơ, nó siết bên trong nữa nha. Chỗ này nó dư nè các bác thấy không? Nới cái hai một nút về ra thì nó sẽ rộng ra thêm, thì tầm 80 kg hoặc hơn vẫn được nha. Rồi. Ổn các bác. Này dài qua gối nha. Phơi mặt tí nó nóng đó, một lỗi đấy chứ, nó dính đây thôi, nó mới tinh luôn á, mà không biết sao nó dính đứt ngay đây. Cái này dính đứt thôi, về các bác chỉ cần vò chỗ này thôi cũng được. Cái này nếu giặt thì đừng có sấy nha các bác, các bác giặt tay tốt nhất giặt tay nhưng mà xong vắt cho khô phơi thôi, đừng có sấy. Các bác đi hấp thì cũng được, nhưng mà đi hấp là nói người ta nhiều chỗ người ta không biết hấp, người ta hấp nó rút vải đó nha. Các bác phải nói người ta trước. Thường là hấp nóng á, cái này cái chất dạ là thường cái nhược điểm là nó vô nhiệt độ cao là nó hơi bị co lại thôi. Còn tùy, cũng tùy theo chất liệu. Còn chất này có không biết, nhưng mà em báo trước là các bác đừng cái hấp nóng, hoặc là đừng cái sấy nóng là được, nó sẽ bị co vải. Còn lại nó mới tinh. Mà cái màu nó cũng hay nữa các bác. Cái vải nó dày lắm. Thôi em nói dài dòng quá đúng không? Để bây giờ em đo này. Cái này không biết cũng nào nha. Em chỉ hình dung cái nút thì em đoán là của Tiệp Khắc thôi, còn chưa chắc. Vai 49. Chính xác là 48.5 nha. Tay 65. Nó may tỉ mỉ lắm các bạn. Và dài 112. Rồi. Đồ đây. Cái này xếp ly các bác, thậm chí 90 cân nếu gỡ cái banh ra thì cũng được, nhưng mà nó xấu rồi. Đó. Mày dít dắt. Bên trong nó có tăng đơ này. Nó mới lắm nha. Con này, nói chung con này em bán hơi mắc. Bác nào thấy hợp lý mình chốt nha. Bữa hôm em có lên cái con nào giống đó mà biết đâu rồi. Con này em bán
Đợt trước em có mấy cái kia nhưng mà nó không có được đẹp mới như thế này. Cái này nó không có thiên về phong cách lính đâu. Có thể áo của lính châu Âu nhưng mà nhìn cái màu các bác có thể. Đó, cái ở đây nó cũng dơ, nó dơ vừa cũng lót nó dơ ra cho. Nó dơ đứt hay về vò em bao ra nha. Chỉnh dơ tí, bác vò mỗi chỗ này thôi. Rồi em bán 1.700.000, mã số 143. 1.700.000 nha. Có thể đắt nha, có thể là giá trên trời. Nhưng mà giá tiền nó sẽ xứng đáng với cái chất lượng của cái áo. Em bán dựa trên cái chất lượng thôi chứ không dựa trên cái chất lính nha. Chất lính thì nó lại khác. Em cái này em dựa trên chất lượng. Tất nhiên là đắt theo em là đắt, nhưng quan trọng bác nó thấy hợp lý. Cái đó mã số 143 nghe các bác. Cái này thì cái màu áo nó đẹp mà nó nhỏ. Này nó nhỏ xí. Nút cũng cài chìm, cái chiếc vải dạ cũng hay lắm. Nó cũng dệt từ lông cừu hoặc lông con gì đó nha. Nó cũng dạ xinh, hơi ngứa ngứa đó nha, nhưng mà nó có cái lót thì nó cũng đỡ. Này áo nam á các bác, không phải nữ đâu. Cái này áo nam nha, bởi vì cái khuy nó nằm bên khuy nó nằm bên trái, nút nó nằm bên phải thì đúng. Rồi các bác, tầm 62 cân đổ lại là đẹp. 60 đi, 60 cho nó thoải mái. 50 đến 60, 1m7 đổ lại. Cũng độ mới cao, phong đẹp đấy các bác. Có điều sai nó hơi nhỏ ra. Riêng ở ngoài là cũng mới, độ mới cao lắm. Cái màu nhìn đã các bác. Cái này nó gài hơi sâu. Các bác nếu mà chật á, các bác có thể dời cái nút ra đây tí. Không, cái này cái nút không biết sao nó đính hơi sâu. Mà cái hột nút nó bị quá nhiệt các bác. Nó bị, theo em biết là cái nút này nó bị quá nhiệt, nó hơi bị chảy cái nút ra. Túi trong này. Túi trong nha, cái này tem của nó đây, tem in, chả biết cuộn nào. Rồi cái lót nó có một cái lỗi đây. Thực tế cái này các bác về đây nè, nó cũng không có hụt đâu. Về các bác nhíp này lại. Về các bác nhíp này lại em, cho nó dính vào đây thì đỡ thẩm mỹ. Nhưng mà cái này bên trong thôi nha, chứ bên ngoài là ổn. Các bác có thể gấp mí vào đây nhíp lại, không bị giật lót đâu nha, nó vẫn dư đấy. Còn cái này cái hụt nút á, các bác nếu có lấy thì em gửi tặng một nút khác về khâu giùm em. Cái nút này giống như nó nhiệt độ cao nó bị chảy ra đó. Rồi nó chảy ra cái nó dính vô đây luôn. Cái này về các bác xử lý nước rửa móng tay vào có thể nó ra. Rồi các bác lấy thì em gửi kèm bộ nút nó tương tự như thế này. Đại khái thôi. Dính nó dài dạ, càng cái này nút chìm. Nhưng mà nút chìm thì chắc xài nút nhựa thì ok. Nhưng mà nó chất đấy các bác. Chất dạ. Rồi em bán 500.000. Rồi nó chỉ bị tí ngay cái lót thôi. Với lại tí ngay đây nó hơi, giống như nó có mây gì vô nó tháo đó. Đây này nó hơi chóc cái nhung này tí xíu. Chứ còn lại nó mới lắm nha. Đây xíu đây nữa. Nhiều khi nó dệt nó cũng không có lắp hết cái nhung cũng có nữa. Nên không biết. Bởi vì cái vải nó còn mới mà. Rồi em bán 500.000. Vai 47.5. Ủa, vai cũng rộng đấy chứ. Nhưng mà cái này các bác dưới 60 cân thôi. Tay 63. 1m7 đổ lại nghe có sẻ luôn. Dài 72. Chất liệu dạ nghe các bác. Cũng chỉ biết của châu Âu thôi chứ còn không biết của nào. Lính thì không cũng chả biết. Rồi, nhưng mà được cái form cũng nhìn cũng ổn. Mã số 144 em bán 500.000 đồng.
tiếp theo. Rồi em lên một cái áo, cái form nó giống áo Pháp ấy, nhưng mà cái này thời trang. Cái này thời trang này nghe các bác, Janina này, size 44, chất vải cũng dạng kaki, cái màu nó nhạt nhạt, màu nhìn nó vintage, đại khái nhìn nó bụi bụi, cái cũng còn nước màu cũng còn ok đấy, cái màu nhìn nó vintage thôi nha, rồi không lỗi lầm lũng rách vậy đó, độ mới đúng của nó phải 94% đấy, mà cái màu là màu nhìn nó giống cái màu của dạng thế chiến, nó vintage thôi. Túi đó. Túi nó vậy thôi, nó không có nút gì đâu. Rồi. Cái này thời trang thôi nghe các bác. Đấy. Size 44. Chả biết cuộn nào đâu. Kiểu thì giống kiểu của áo Pháp. À, tay đàng hoàng này, nút dài. Rồi, các bác từ 60 đến 70 cân. 1m68, 1m7 đổ lại được. Rồi nhìn cũng hay đó các bác ha. Form đơn giản là hai túi ngực. Nhìn bụi bặm đấy. Rồi bán 300 ngàn. Độ mới nó phải 94% đấy nha. Cái màu nó vậy thôi. Cái màu nó vintage. Rồi có dây rút nghèo, dây rút eo, dây rút lai đầy đủ. Hàng thời trang thôi. Còn ổn nữa. Rồi em bán. Nó cũng như có phát, giá cũng như hàng có phát, không khác gì đâu. 300 ngàn các bác. Vai 48 rồi. Tay 62. Và dài 74 nha. Mã số 145, 300 ngàn đồng. Rồi tiếp tục. Còn cái áo yến này em lên luôn đi. Lên cái áo yến này bữa dư lên rồi. Quá không chốt hả? 250 ngàn. Cổ nó hơi có nếp rồi. Hơi có mồ hôi, hơi có nếp phai phai nhẹ cái cổ nha. Rồi cổ ngôi sao này. Thun eo nè. Các bác không thích có thể rạch cái đường, rút cộng thun bỏ đi thôi. Được. Cũng còn ổn đấy chứ. Mấy cái này hay bị tụt chỉ. Đây nè. Đây nè. Rồi cái này em không đạp các về, các bác đạp giùm em bớt tiền đạp đi. Em bán 200 ngàn. 200 ngàn đồng. Ồ, cái này nó đính vậy thôi, cái này chắc nó đổ thêm đó. Về cái tháo bỏ, không xài các bác tháo bỏ đi thôi. Áo lính ý 200 ngàn đồng. À, cái này cái thun thì nó kiểu này nó có thun rồi thôi, còn theo em là bỏ cái thun đi thôi. Nếu mà bỏ cái thun đi các bác từ 75 kg đổ lại được. Đó, thoải mái thôi nhé. Rồi tầm 60 đến 73 kg, 62 đến 73 kg thôi. Bỏ theo em là bỏ cái thun đi thôi, các bác rạch một đường nó rút cộng thun ra thôi. Ủa, size đẹp đấy chứ, size 1m7 đổ lại các bác. Con này 200 là 200 rồi, quá ok rồi. Nó tuột chỉ về đạp giùm em đi. Chứ còn 200 mà em đạp nữa thôi, em đưa thợ không họ cũng lấy tiền rồi. Rồi, 200 nghìn đồng. Vai 46 nè. Tay 61. Độ mới cũng còn thuộc dạng còn trung bình ha, còn dưới 90%. Nhưng mà nhìn nó bụi bặm không dơ bẩn, dài 74. Size tương đương small shop đấy các bác. Cái lưng nó cũng hai lớp luôn. Rồi tem tiếp đi đâu hết. 200 nghìn đồng, mã số 146. Rồi, em lên một ít
áo Pháp đi ha, áo Pháp với áo Anh. Pháp Anh thì thấy nó giống giống nhau. Rồi đầu tiên em lên một cái áo Anh. Thử cái nút áo Anh thì nó giống của Canada rồi nút Anh. Còn áo Pháp em thấy họa tiết nó cũng giống rồi luôn. Cũng không gần lắm. Rồi, chiếc vải caro dày. À đúng rồi, chiếc vải caro, caro mà cái chiếc vải nó dày nha. Rồi. Cái form này cũng ổn lắm. Bây giờ mấy bác trước con thấy mặt cũng khen. Cũng khen quá trời đó. Ok. Đó, cái này nó có mở cái mở lưng ấy, cái dây thun để nó giữ, nó không có, nó không cho cái nách này nó bị banh ra này các bác. Ồ, nhưng mà ổn nha, con này ổn. Cái màu này nó không có đen lắm, nó hơi xám xám này. Cái còn nước màu nó phải. Con này 93.5% được. Con này còn ổn hết nha. Cổ thì nó hơi có nếp mồ hôi. Một phần là mồ hôi, với phần nó cũng hơi phai. Tem của nó đây. Đời bao nhiêu? Đời 2014 nha các bác. 2014. Có dây rút eo, có dây rút lai. Dây rút lai đây, nó còn có cái chỗ nó vú cái cục này. Rồi 500.000 đồng. Khóa hai chiều nha, cái này các bác không thích bo lên cũng đẹp lắm. Nếu không thích mặt suông có thể bo đi. Khóa hai chiều nha. Dây eo thì nó hơi rút rút nó eo lại tí. Rồi. Các bác tầm 72 kg đổ lại. Nếu mà đẹp cứ từ 60, 62 đến 72. Đó, dây rút eo này. Các bác không thích thì rút cái eo lại mình bo lên nhìn cũng đẹp lắm. Hai cái túi tay giờ này nhìn nó đứng giống như nó đại khái. Rồi. Các bác thấy bo lên cũng ok đúng không? Rồi bắt dáng đây. Hoặc là dựng cái cổ lên cũng được. Bẻ cổ, dựng cổ đều được nha. Rồi, mở lưng đầy đủ. 500.000 đồng. Được mấy con đây các bác? Được như 2-3 con nhỉ. Như có 2 con. Hầm hố lắm đấy các bác. Cầu vai đầy đủ, mở lưng đầy đủ nha. Độ mới 93% trở lên. Vai 45. Tay 6. Tay 60. Nó có hai cái túi trên này nữa nha. Hai cái túi trên này, hai túi dưới. Bốn túi đó. Hai túi tay nữa nè, 6 túi. Dài 74.5. 500.000 đồng, mã số 147. Rồi tiếp theo. Rồi còn con lên luôn. Con này cái kia là vải caro thì nó dày hơn con này chút nha. Con này vải xương cá. À caro luôn các bác, không phải xương cá. Nhưng mà nó lại cái chất vải nó có vẻ nó mỏng hơn hàng kia. Con này có vẻ dài hơn. Đời 2012. Con này không biết phải cụ. Thường mấy bác kêu là cụ chuẩn lính Anh đó, không biết có phải hay không em không biết nha. Cổ. Rồi, kiểu nó y chang như cái kia thôi. Cũng có mở lưng nha. Có tung lưng nè. Độ mới cũng vậy, tầm 93%. Chắc cái phần này nó sắp xám, không có đen hẳn. Rồi kiểu dáng thì y chang nha các bác. Nhưng mà cái sớ vải caro thì nó mịn hơn cái kia và nó mỏng hơn chút, nó không có dày bằng cái kia. Tức là mỏng hơn so với cái kia thôi, chứ chiếc vải này cũng tương đương với vải caro của lính Mỹ đó, chứ không mỏng hơn đâu nha. Ý là so với cái lúc đầu thì nó mỏng hơn thôi.
Rồi. Lỗ thông hơi lông mắt đầy đủ này, cũng không lỗi lọc. Con này thì nó to hơn các bác. Con này phải, nếu mà đẹp phải 78 đến 90 kg. Mà cao phải trên 1m7. Cái này nó form nó hơi dài nha. Cái này nó hơi dài. Thì các bác cũng có dây rút có thể rút lại được. Rồi cái này em bán 400 ngàn. Chúng bác nào to chốt con này. Túi, 4 túi. Nó hơi to nha. Nếu mà từ 80 đến 95 kg đẹp hơn. Cao, càng cao càng tốt. Tay thì nó vừa, tay nó không dài lắm. Phải trên 1m7 đẹp. Cái line thì các bác có thể rút xiết để bo lên. Rồi, cái này em bán 400 ngàn đồng. Thôi bán 350 ngàn luôn đi. Bởi vì size nó hơi to. Rồi bán rẻ hơn chút. Size to mà bán đắt quá mấy bác không mua. Chứ còn độ mới nó cũng tương đương với con kia nha. Ủa vai đâu có to đâu, vai có 52 thôi. Tay 59. Và dài 84. Rồi bán 350 nha. Dây rút đầy đủ nha, dây trên dây dưới đầy đủ. Ổn hết. Dây dưới. Mã số 148, 350 nha. Rồi, lên cái răng ri này nữa. Vải xương cá. Chất liệu xương cá. Rồi, tình trạng nó cũng còn ổn, tầm 90% trở xuống. Cũng đều màu đấy, nói chung là nó vẫn còn ok nha. Cứ cho 90% trở xuống, không lỗi lọc, không dơ bẩn, không rách lũng. Cổ nó hơi cái này phai phai tí. Cái này đi ăn cổ vẫn tốt đấy các bạn. Nó bụi bặm nha. Rồi, mà giá thì 150 ngàn. Ổn hết, không lỗi lọc. Hai túi trên thôi, không có hai túi dưới. Này thì là của Pháp này các bác. Họa tiết anh thấy nó giống giống nhau hả? Rồi cái này từ 70 đến 80 cân. Rồi cao 1m68 trở lên được để gài nút lại cho nó gọn. Mét 68 đến mét 78 nè, 70 đến 80 cực. Nước màu còn đều đó nha, 90% được. Vải xương cá nha, mát. Chất vải thì nó vừa không dày đâu, nhưng nó mát. Mã số 149 nha, 150 nha. Vai 50. Tay 61.5. Và dài 76 nha các bác. 150 nha, mã số 149. Rồi còn cái này vải satin. Vải satin cũng độ mới 90% trở xuống nha. Nhìn bụi bặm. Nhìn nó bụi bụi ha. Rồi. Ok. Cổ ông hơi mày mày tí, hơi cái nếp mày mày nhẹ nhẹ. Rồi đồng giá luôn đi, 150 ngàn luôn. Con này size nhỏ này các bác. 60 kg đổ lại, 50 đến 60. 1m65 đổ lại. Form đẹp đấy các bác đúng không? Các bác thấy đẹp không? Thì tất nhiên có bác không thấy đẹp đúng không? Nhưng mà form ổn này, họa tiết nhìn nó hiền, không có hổ báo lắm đúng không? Mặc dù rằng đi, vải satin luôn đấy nha, vải satin 100% cotton đấy.
mà màu này nó hơi xuống nhẹ, tức là hơi xuống màu nhưng mà nhìn bụi bặm đúng không? Ồ. Form đẹp đấy đúng không các bác? Form nhìn được chứ, dễ mang. Hai túi, có hai túi nha. Rồi 150.000. Giá là các bác chốt là phí ship tầm 25 đến 30.000 một mỗi đơn nha các bác, cộng thêm phí ship giúp em tầm từ 25 đến 30.000 thôi. Vai 44, tay 57 và dài 66, 150.000. Mã số 150 luôn. Rồi tiếp theo. Bao nhiêu phút rồi ta? Có con này chó lóa nè. 100.000. Ồ, dài quá rồi các bác. Con này nó nổi lắm nha. Bác nào thích nổi chơi chơi con này. Rồi. Dây kéo nè. Một cam mà cam neon luôn đó, rằng ri ra ngoài nha. 70 thì hơi rộng đấy, 70 đến 85 kg, có túi sau này, mới tinh luôn này, chắc thời trang như thế, áo giống áo thời săn đó. Túi đựng kẹo này các bác, túi đựng kẹo đàng hoàng nha. Rồi em ơi, 100.000 luôn đi, dài quá này, video bữa nay dài quá. Rồi em khỏi đo đi, em đo chiều dài thôi. Mới lắm các bác. Dài 64, 150.000, mã số 151. Rồi. Và em cũng xin tạm dừng video tại đây. Rất là cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nha. Hôm nay em like hơi dài thì. Và nếu các bác chọn được mã nào, gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145965. Em ship hàng toàn quốc. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo vào tối ngày mai. Xin chào các bác. Chào.